em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em thương cái gót em coi coi. Hay là sao? Gót này hồng chưa gì vậy? Không, gót có màu vàng rồi. Trời ơi, quá. Gót làm ruộng không à. Gót này đen rồi. Sao gót của em có hồng không? Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Em thính mũi khu giác đó chị. Em phân loại mùi vị rất là tốt đúng không? Em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được á. Bên đây dầu thơm thơm vất luôn á. Bây giờ cái điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là em hay quên. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Em thì thích chơi nhiều môn thể thao, thích là trồng cây, nuôi cá cánh. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì đôi khi do thẳng tính quá, đôi khi hay quên, cộng hơi ít nói ạ. Bạn kia thích chơi thể thao, còn em thích nghệ thuật không? Dạ em thích hát và hát hay không? Mặc hỏi hát hay không khó nói, cứ hát xong biết tại liền. Tại vì cô giáo mầm non á, cho nên rằng á là có nhiều cô giáo mầm non hát cũng ấy lắm. Em thấy em hát hay mà. Em hát thử đi em. Dạ vậy cho em xin phép được hát. 2, 3, bắt đầu. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi. Một người yêu riêng em thôi, em đã đến ngay đây rồi. Có khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu. Lần sau cuối gặp nhau đừng chờ trăm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi. Một người yêu riêng em thôi. Em bị đi đâu không? Em hơi hồi hộp, cái thứ nhất thứ hai nó bị quá hồi hộp, em quên lấy hơi. Vì quá hồi hộp, cái tông nó hơi cao. Cũng có lúc gió nó hơi mạnh, nó cũng lạc qua chút xíu. Như vậy là bên kia có ca hát, bên em có thích ca hát không? Dạ cũng có. Em có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Như tại mối tình đầu tiên ạ. Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? Em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình hồi học cấp 3. Cái thứ hai là em đơn phương, mối tình đơn phương. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Dạ lỡ cao quá hả? Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt hả? Thôi chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Chào em. Em mét nhiêu vậy cưng? Dạ em 1m8 ạ. 1m8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ? Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa, cái tính cách của anh đó như thế nào nữa. Có chị? Tính tình đúng không? Dạ, sống thiện lành ạ. Không hút thuốc. Em hút thuốc không? Không, dạ không chị. Không, không hút thuốc. Có thiện lành không? Dạ, có. Có. Và có bàn chân đẹp đó chị. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em thương cái gót em coi ơi. Hay là xám? Gót này em... hồng chưa gì vậy? Không, gót có màu vàng rồi. Gót hay quá. Gót làm ruộng không à? Gót này đen rồi. Sao gót, gót của em có coi hồng không? Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Con trai gót hồng khó lắm chị hai ơi. Nghĩa là nó chết rồi. Kiểu đẹp á anh. Đẹp đẹp á, bàn cái chân đẹp, em có đẹp không? Bàn chân đẹp á. Đâu em thử em bỏ đôi giày ra coi đâu chị. Chị coi giúp em với chị. Đưa gót lên chụp hình gửi qua bển thôi. Tao tìm người yêu nó phải rõ ràng. Không, cái gót bạn này cũng hơi hồng. Gót bạn này không phải là vàng trong như là của anh Linh, đúng không? Hả? Gót này nó cũng rất lẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi nó coi hình luôn đi. Ừ. Đó. Đó, cái bàn chân đó, đây hồng cái gót không? Này hồng chị đó. Dạ coi ở trên cái chân này nè chị. Trời ơi. Ở cái trên này nè chị, cái nào? Cái mu bàn chân thiện cảm hơi nhiều được không? Lông chân ít thôi chị. Gì nữa? Dạ em cũng hơi nhiều lông á. Bạn này nhiều lông cho bạn không biết bạn trai có nhiều lông. Chân không có lông đúng không? Dạ không, ít đó chị. Ít chút đỉnh thôi. Chút ít lông hả? Thôi giật giá thôi, giật giá. Ở chân lên cứ chụp luôn coi. Rồi. Kiểm tra hai cái hình nè, coi đi. Rồi cũng hườm hườm thôi em, không có nhiều. Quẹt nha. Quá, dạ được ạ. Quẹt quá còn lộn được hình rồi. Nữa nha.
Rồi đúng gu luôn rồi. Đúng rồi. Chưa? Trời ơi, hồi hộp tôi cũng mướt mồ hôi luôn nè. Rồi đó, đây, bây giờ anh coi bên nhà gái tôi đó. Dạ, em chào ta anh. Đẹp, ta đẹp, ta có quyền. Gái. Em thì em nói cái gu của em đi, chị chụp luôn hình gửi cho em nè. Thích có cái nụ cười có duyên. Ừ, có duyên, khỏi quá cuộc duyên chụp. Rồi. Với cái mặt mình nhìn nó hơi phúc hậu một tí. Rất là phúc hậu luôn. Rồi, gì nữa? Chân tay gì có chụp hình gì không? Tay hơi dịu dàng. Có nhiều lông được không? Ừ, không hả? Nè. Đâu có nhiều, cái này giảm giá chút đỉnh thôi à, không có nhiều. Được rồi. Nè, đây nè. Chụp hình cho nó mới tin chứ. Chụp hình luôn. Nay còn là chụp hình tay chân lông lá vậy không rồi trời. Nè. Được chưa? Nhìn được. Thế không làm mối nó cũng khổ vậy. Khổ lắm. Dạ, coi lấm đồng tiền không à. Cười coi, rồi đó, ngon luôn. Hôm nay đến chương trình thì anh có một món quà tặng gửi tặng em. Thì cái cây này là cây hạnh phúc, thể hiện sự may mắn, là một ngôi nhà. Trong đó nó cũng thể hiện là cái ước mơ của anh là có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên một cái mái nhà đầy cây xanh và hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ đến với chương trình em cũng gửi tặng anh một món quà. Cái này đôi vớ giống như lúc nãy em có nói là em con trai có bàn chân đẹp, nhưng mà đó không có nghĩa là lý do mà bàn chân xấu thì em không thể mở lòng mình. Tặng đôi vớ để bảo vệ gót gót sen chân hồng. Gót sen hồng. Dạ. Cái cây này là cây của em tự trồng hả hay sao? Cái này là em tự trồng từ cái thiết kế cái bối cảnh. À, em tự làm hết đó. Rồi hai đứa ngồi đi, ngồi nói chuyện đi. À, không biết là cái cảm nhận của em đầu tiên khi gặp anh là như thế nào nha. Dạ em thấy anh thiện lành. Chỉ có các chiều cao là nó ngoài sức tưởng tượng của em đúng không? Dạ đúng rồi em. Nhưng mà đẹp không? Dạ đẹp à. Anh có cảm nhận gì về em ạ? Mở rào ra thì tim anh nó hơi đập hơi loạn. Anh muốn hỏi em á nhiều hơn một tí. Dạ. Rồi anh... cái hình mẫu người yêu của em như thế nào? Chân thành, thật thà và biết quan tâm chăm sóc. Dạ. Có một cái câu nói này mà anh cảm thấy là rất là tâm đắc, là khi đời đã khổ rồi xin yêu đừng có khổ. Nên là anh muốn có một cái người yêu của mình á, biết quan tâm, chia sẻ. Và khi mà cả hai gặp khó khăn gì đó thì cả hai cùng nhau cố gắng để vượt qua. Nếu như mà chúng ta hôm nay có đến được với nhau, sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Anh cũng có cái dự định là trong khoảng tầm hơn một năm đến một năm rưỡi thì em cũng sẽ chuyển vào trong này. Dạ, anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Dạ. Đứng lên cho nắm tay nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao nhau phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình nguyện chung lối nhé em người ơi. Rồi, là câu chốt hạ là câu cuối rồi. Đó thấy hai bạn này rất là hợp, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất là hợp với nhau. Gần như là nó rung rinh trái tim của chàng trai. Đúng Bình Định luôn rồi. Ừ. Mà cô gái cũng có cảm giác là có cái duyên nào đó, hình như duyên âm chẳng hạn, nó đến với mình, thấy không? Hai bạn vậy, gần như là nó hợp với nhau từ lúc nào đó rồi đó. Mà ngày hôm nay nó xuất hiện ở trên sân khấu này. Còn em gái, cảm giác thế nào? Cảm giác tuyệt vời á. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Em, à, tuyệt em không nói nên không biết nói gì luôn. Em cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chương trình. Chúng ta lấy tay vào hát thôi. Nào. Chuẩn bị, chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút? 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay liền. Bây những giờ nụ cười là rất là mãn nguyện. Và chúc mừng các bạn. Bây giờ trước mắt mọi người, gia đình hai bên thì em trai hứa điều gì đi. Em chào các chị. Thì em cũng... Trước tiên thì em cũng cảm ơn chị và chương trình đã có tạo cho em một cái cơ hội để được quen biết bạn được. Thì em cũng qua cái chương trình này thì em cũng xin hứa là sẽ cố gắng để mình được sớm được gần nhau hơn. Rồi. Và chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên.